hàng trăm cây gỗ nằm ngổn ngang trên mặt đất, cả một khoảng rừng lớn bị cháy đen. Đó là hậu quả của việc phá rừng trái phép vừa xảy ra tại khu Ao Cả, thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Người dân nơi đây đã tàn phá khoảng 10 hectare rừng tự nhiên để lấy đất trồng cây bạch đàn. Theo ghi nhận, một khoảng rừng rộng lớn đã bị thiêu rụi. Màu xanh của rừng già bị xóa sổ, thay vào đó là khung cảnh tan hoang, phủ kín màu than đen. Hàng loạt cây to, cây nhỏ, gỗ tạp, gỗ quý và dây leo đều bị đốn hạ. Nhiều cây gỗ lớn đã bị chặt và đã được mang ra khỏi khu vực. Trong số này có rất nhiều gốc cây có đường kính từ 40 đến 70 cm. Quan sát hiện trường thì vụ việc này đã xảy ra trong thời gian dài và tiếp diễn đến nay vì nhiều gốc cây tự nhiên đã lên chồi, cạnh đó là bạch đàn non trồng mới đã bén rễ. Với phần diện tích vừa bị chặt phá thì việc thu gom gỗ và trồng bạch đàn mới diễn ra song song. Các vị diễn đến vụ việc ấy thì là thứ bảy phát hiện, xong rồi là đến qua là huyện tỉnh chỉ đạo là khám nghiệm hiện trường để tìm khởi tố vụ án, là tìm khởi tố cái đối tượng khởi tố bị can. 20 hecta, nhưng mà trong 20 hecta này thì là nó cái trên cái đồi chọc của cái lô 14 ấy, này nó trồng mọi năm nó trồng hết rồi. Thế bây giờ diện tích nó còn lại là còn khoảng chờ trên dưới 10 hecta. Trước Tết thì chúng tôi lên thì là có bắt đầu có hiện tượng ấy, là chúng tôi đã xử lý 3 đối tượng. Thế là phạt 3 đối tượng là phạt một người là giờ diện tích lớn là phạt 20 triệu, còn một đối tượng là phạt 11 triệu, còn một đối tượng 5 triệu. Thế xong rồi là cái thời gian vừa qua thì nó bây giờ cái hình thức thủ đoạn rồi, vì ở đấy nó cây cối của nó không có nhiều, nó phát những cái dây leo này, dây leo xong rồi để khi mà thời tiết hanh khô đấy là nó sẽ bí mật, nó sẽ đốt thì là nó gây cháy rừng. Sau khi phát hiện vụ phá rừng trên, hạt kiểm lâm huyện Lục Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an đến hiện trường để thu thập thông tin, tiến hành điều tra vì có dấu hiệu hình sự. Đơn vị này cũng đang đo đếm cụ thể diện tích rừng bị phá. Đây là vụ việc xảy ra nghiêm trọng nhất trong nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đã gây ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi lâm sản, môi trường sinh thái của địa phương. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.